Em đưa tay chào bình minh, ban mai nắng lên bao anh ngước nhìn. Với anh mà thật kiêu xa, mùa thơm tóc xinh, đường phố ai rạng rỡ hơn mình. Yêu hay không chẳng phải lo, hay đâu đắn đo trong môi tơ phò. Hay cứ khóc rồi cười to, xem phim shopping, cuộc sống luôn còn bao điều phía trước. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thôi, hãy chạy theo những ước. Cái thùng đấy hả? Ừ. Ờ, em giục ở ngoài đường rồi. Rồi cái gì? Rồi em thấy cô ve chai cổ dọn đi luôn rồi. Ủa sao vậy? Trời ơi. Ủa chị Linh sao vậy chị Linh? Cái mẫu thiết kế đó đó. Tôi đạt vào vòng chung kết. Cô thiết kế toàn trường rồi đó. Cái gì mẫu thiết kế gì? Em thấy cái thùng đó nó rác không? À dạ. Chẳng có thùng đó có mẫu thiết kế hả? Chết. Con của mẹ. Con có biết đó, là mẹ tìm con cực khổ như thế nào không? Xa mẹ chứ con cũng muốn sung sướng gì. Con ở đây. Rồi anh em con đâu hả? Mẹ, mấy người là ai vậy? Tự nhiên nói khùng nói điên cái gì vậy? Ai là con mấy người? Chị bình tĩnh. Không phải đâu, tại bà chị em mất đồ á, rồi xong bà kiếm lại được đồ cho nên là bà mừng quá, bà không có rõ. Kiếm cái đồ gì ở đây, đi chỗ khác mà kiếm. Nè, mấy người đừng có dàn cảnh mà bắt cóc con tôi nha. À, dạ không có ý đó đâu ạ. À. Ý em họ nói là cái váy đây nè, cái váy này là nằm trong bộ sưu tập của chị này. Dạ. Chị cho em hỏi cái váy này nó nằm chung với cái bịch. Rồi cái váy đây cái bịch đâu ạ? À? Trời ơi, không có nói rõ ràng gì hết trơn à. Ý cậu nói cái áo này với lại cái bịch đồ dị hợm đó đó hả? Đúng rồi. Tôi đâu có bán được cái đó đâu nên tôi giục thùng rác rồi. Giờ này chắc nó nằm ở ngoài bãi rác thành phố rồi. Hả? Bãi rác thành phố? Hả? Trời ơi. Thầy Thành gọi. Dạ, con nghe thầy. Dạ. Chiều nay á, con đem đồ lên nộp. Sao thầy? Thầy nhớ lộn lịch hả? 9 giờ sáng mai ở trường. Trời ơi. Cái gì 9 giờ sáng mai? Đồ của cô á, thì tôi cho cô lấy được rồi đó. Nhưng mà lấy bằng cách nào thì tôi không biết rồi nha. Bé ơi, con cho cô xin đồ nha. Kiếm được rồi nè. Đúng rồi đó rồi nè. Ủa cái bộ đồ bà mặc đi buổi sáng đâu? Tôi đổi với con bé bán chai chai á. Nhưng mà tôi mới tìm được có bộ này à. Còn một đống đồ trong bộ sưu tập nữa, kiếm chưa ra. Đổi với bé bán chai chai hả? Ừ. Em ở đâu chui ra vậy? Tâm à, em mùi trong bãi rác vậy? Thì đúng rồi đó, em từ trong bãi rác ra mà. Trời ơi, tôi đúng là bất tài vô dụng mà. Cơ hội cuối cùng mà tôi cũng biết nắm giữ nữa. Tính, chị xin lỗi nha. Ông trời thiệt là ác với chị quá mà. Đã hành chị thì thôi chứ, còn hành tới em nữa. Cái này đâu phải lỗi của chị đâu, cái này là lỗi của em, tại em vô dụng. Em lục hoài mà không có kiếm được mẫu thiết kế cho chị. Tôi cả một bãi rác luôn á. Vô dụng quá đi. Lỗi đầu tiên mới là lỗi của Kim. Nếu như mà tôi không có cất cái bộ đồ của bà đi á, thì bà đã được dự giải chung kết rồi.
Còn tính thì đâu phải chui vô bãi rác như vậy đâu. Lỗi là lỗi của tôi. Thôi thôi, tụi mình đừng có tự trách nhau nữa. Mà tụi mình còn trẻ mà, còn biết bao nhiêu là cơ hội, đúng không? Tôi quyết định rồi, từ đây tới 9 giờ sáng mai tôi sẽ may lại một sưu tập. Em thử coi coi còn bao nhiêu tiếng nữa. Bây giờ là 4 giờ chiều, chúng ta còn 14 tiếng. 14 tiếng? Cũng được á. May lại bộ sưu tập hả? Ừ. Bây giờ bạn Phát Thảo ở đâu? Rồi bà may bằng cách nào? May bằng niềm tin đó hả? Không, còn phải gửi cho thầy Thành. Ủa? Còn em. Dạ. Đi thay đồ đi, là muốn giúp gì thì giúp. Đi đi thôi. Hôi lắm hả chị? Tại mũi em nghẹt mất tiêu rồi. Chị hả? Chị giặt giùm em cái khúc này nha. Anh Thành à, chỉ còn một bộ sưu tập á mà do sinh viên của anh giới thiệu thôi, sao giờ này chưa tới nữa vậy? Em ơi, em ráng chờ chút xíu đi, học trò nó đang chuyển cái bộ sưu tập tới đây rồi, em hãy đóng thùng ha. Em chờ chút nha. Anh chỉ còn 15 phút thôi đó. Kìa, em ơi em đừng có dán lại, từ từ chờ tụi nhỏ chút xíu đi em. Anh làm gì kỳ vậy, buông tay tôi ra đi. Hường ơi, em hãy nhớ tình xưa nghĩa cũ của mình chứ Hường. Ừ, thôi anh đừng có chạm vào nỗi đau của tôi nữa. Kìa, Hường à, tụi mình ngày xưa học đại học mỹ thuật á, cũng thức đêm thức hôm, cũng để hoàn thành cái đồ án tốt nghiệp. Thì bây giờ tụi mình ra trường rồi, tụi mình phải thương học trò chứ, mình phải chấp cánh cho tụi nó cái hoàn thành cái ước mơ của nó, cho tụi nó cơ hội chứ ha. Cơ hội á thì ai cũng có, nhưng mà chỉ một lần thôi. Không phải á, là chỉ một mình anh thương sinh viên đâu, tôi cũng thương sinh viên vậy. Nhưng mà tới giờ ra sân bay rồi, tôi không thể chờ đợi được nữa. Thôi ráng chờ một phút cũng được đấy em. Thôi được rồi, anh còn một phút nữa để giải quyết vấn đề đó. Bình thường nhắc nó linh lắm mà chị, nó linh giùm mình cái đứa này thì. Hè lên tới ơi, hè lên tới ơi, em nộp bài, linh nộp bài thầy ơi. Thầy ơi, lần này thầy không hớt chồng nhà em đúng không thầy? À, kịp rồi em ơi, kịp rồi, kịp rồi. Kìa sao vậy? Linh ơi, chị Linh. Chị Linh. Mình đã nộp bài chứ tính. Thầy Thành đã nhận được bộ sưu tập của chị chưa? Chị yên tâm đi, mình nộp bài kịp rồi. Thầy Thành đang trông đợi kết quả đó. Thầy. Thầy. Dạ thầy ơi, kết quả sao rồi thầy? Thôi, không sao đâu. Chị biết năng lực của chị mà. Đi được tới đây á là chị cũng học được biết bao nhiêu bài học rồi. Con cảm ơn thầy. Nếu ngày đó con không cố chấp á thì giờ con đâu có đánh mất cơ hội đâu. Con đó không nghe lời thầy, con xin lỗi thầy. Bộ sưu tập của em á đã lọt vô top 3 rồi. Top 3? Thì chị, thầy cũng có đôi có cặp giống mình vậy đó. Dạ, em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy. Em có thấy là cái nỗi khổ của thầy cô như tôi hay không? Bình thường á, tôi mắng chửi, tôi càm ràm em thế nào. Bữa nay á, thành quả cuối cùng mỹ mãn không? Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Nhiều khi á, cái nỗi khổ tâm của người thầy á, cái chuyện mình dạy học á, không phải là điểm số, không phải là thi đua. Nhưng mà mình phải trân trọng,
phải tìm ra được cái khả năng tiềm ẩn của từng đứa để phát triển, cho tụi nó học tốt hơn, để tụi nó thành người, thành tài. Phải không em? Dạ. Hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta, để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say, mà chẳng hối tiếc.